Đến máy Ecomart xin chào anh chị. Ngày hôm nay thì Đến máy Ecomart xin được giới thiệu đến chị một chiếc phích đựng nước đến từ thương hiệu Dạng Đông với model là RD-1045ST1.E. Bây giờ thì em sẽ trực tiếp mở sản phẩm ra để xem sản phẩm bên trong sẽ như thế nào nhé. Đấy, như anh chị thấy thì phích sẽ được bao phủ bên ngoài là một lớp ni lông chống cho sản phẩm không bị sóc và xước trong quá trình vận chuyển. Đi kèm thì sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng. Với model này của Dạng Đông thì phích có dung tích là 1 lít, rất là phù hợp để anh chị đựng nước hoặc là mình có thể là hãm trà. Bên ngoài anh chị thấy là phích được thiết kế kết hợp giữa inox và nhựa chịu nhiệt. Đi kèm thì sẽ có một phần quai sách và phần phía trên là phần để bơm nước ra ngoài. Khi mở phích ra thì bên trong anh chị sẽ thấy là phích sẽ có thiết kế ruột bằng thủy tinh cao cấp và có độ an toàn rất là cao. Đây thì sẽ là cái ống bơm nước nhé anh chị nhé. Để đặt mua sản phẩm hoặc cần thêm thông tin gì thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline bên trên. Ecomart trân trọng cảm ơn.